Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mới chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Thì mới vừa đây Quýnh Nhà có nghe một cái thông tin vô cùng là chấn động quý vị. Là một cái người vô cùng thân và quen thuộc với cái chú Diệt Kiều Úc này đã lên tiếng nói về những cái tâm sự của cái chú Việt Kiều Úc này trước khi bay về Việt Nam gặp cái cô Tiểu Tam Tiết Canh này. Thực tế để mà nói đó quý vị, thì hiện tại bây giờ nó rõ mồn một rồi, nó rõ giống như là ban ngày rồi. Cho nên vừa qua khi mà cái cô Tiết Canh Tiểu Tam á có lên tiếng nói rằng là Thanh Minh Thanh Nga, bản thân của cô ta là chưa hề nhận được cái số tiền nào từ cái chú Diệt Kiều Úc này. Nhưng mà chính thức ngày hôm nay, bản thân cùng chỗ làm của cái chú Diệt Kiều Úc đã lên tiếng và phân trần, nói rằng là cái chú Diệt Kiều Úc này tâm sự về cái cô Tiểu Tam này rất là nhiều. Và cái cô Tiểu Tam này là có vòi vĩnh tiền của cái chú Diệt Kiều Úc nha quý vị. Lúc ban đầu á thì vòi vĩnh tháng là phải gửi về cho cô ta 15 triệu để lo cho cha cho mẹ, rồi lo cho các con của mình. Rồi sau đó đó, nghĩ đi nghĩ lại đó quý vị, thì vòi lên tới 20 triệu đồng, chứ 15 triệu là nó không có đủ quý vị. Là bởi vì á, cô ta nói rằng nếu như bây giờ á, mang tiếng là quen với Diệt Kiều Úc ơ đồ này nọ mà đi bán vé số á, thì người ta khác người ta khinh thường cho. Ngay kể cả cái người chồng cũ ở Kiên Giang đó quý vị, ở gần nhà cô ta đó, thì biết rõ cô ta mồm một, cho nên cũng muốn chảnh, cũng muốn lấy le. Nói chung đó là cái cớ thôi quý vị. Cái cớ nó không đàng hoàng đối với những người mà không làm mà vẫn đòi có ăn đó quý vị. Là muốn cái chú Diệt Kiều này gửi một tháng 20 triệu đồng để lo cho cha mẹ, con cũng giống như em của cái cô Tiểu Tam Tiết Canh này. Thì những cái điều mà cái cô Tiểu Tam Tiết Canh này đòi hỏi á, thì cái chú Diệt Kiều Úc này vẫn đáp ứng nha quý vị. Trời ơi, ổng đáp ứng, nhưng mà ổng vẫn đi kể với bạn bè của ổng á, là ổng có chi cho cô ta cái khoản này khoản nọ. Rồi chưa kể rằng là trong cái chuyến mà được gọi rằng là bay sang Thái Lan đó quý vị, nếu như mà nó được thực hiện đó quý vị, thì chắc chắn rằng là cái chú này tốn không dưới 100 triệu. Dạ vâng, tất cả những cái chi phí lo cho cả nguyên dòng họ gia đình của cái cô Tiểu Tam này được bay qua Thái Lan để mà du hí đó quý vị, là con số nó cũng khá là lớn. Nói chung đàn ông mà họ ham của lạ đó quý vị, thì tất nhiên rằng là họ sẽ tỏ vẻ rằng là mình là cái người ga lăng, ga ơ đồ. Nhưng mà thực tế đó, ta nói ở bên Úc bên Âu đó quý vị, đi làm thấy mùa nội luôn. Đi làm thấy mùa nội mới có số tiền đó đó quý vị. Mà gì là hả, chảnh la rồi này nọ các kiểu, rồi họ bao cho em để mà em dẫn nguyên cả dòng họ đi. Rồi bây giờ sao quý vị? Vợ con của người ta biết hết rồi, cha mẹ ruột của cái chú Diệt Kiều Úc này cũng biết luôn rồi. Mà ta nói nó đau lòng lắm nha quý vị. Cái lúc mà ba mẹ ruột của cái chú Diệt Kiều Úc này lên tiếng nói á, ta nói rằng là khóc sướt mướt luôn. Con của cái chú Diệt Kiều Úc này có hỏi rằng là ba của con có lo cho ông bà nội không? Thì phía bên ba mẹ ruột của chú Diệt Kiều Úc có nói là không, ông bà nội là không có muốn đặt nặng những cái vấn đề đó với cha của con. Nói chung là chỉ cần về để mà thăm hỏi ông bà là ông bà đã cảm thấy vui rồi. Nhưng mà chớ hề về nha quý vị, chớ hề về. Ở gần đó mà cũng chớ hề về để mà thăm ông bà. Vậy mà có thể là bay từ Úc về bên Việt Nam để mà có hiếu với cái người tình được gọi là Tiểu Tam Tiết Canh đó quý vị. Ta nói rằng á, bản thân của cái người đàn ông này á, thì ham của lạ thì mình biết rồi. Mà cái của lạ này nó thật là diêm dúa của quý vị, mà cũng không có ngờ, không có ngờ rằng là cái gu của cái chú này mặn. Rồi cuối cùng rằng là đánh đổi nguyên cả một cái gia đình đang hạnh phúc như vậy đó, để chạy theo một cái người mà ta nói rằng là không đâu vào đâu hết.
má mì thì cũng không ra má mì, mà rù quén trai thì cũng không ra rù quén trai nữa. Chung quy tóm lại đó quý vị, là ương ương dở dở đó, ma ma phật phật đó, cứ làm giống như là mình là con nhà lành vậy đó, nhưng mà thực tế con nhà lành là nó nát như bươn hết rồi quý vị. Ta nói nhìn cái hình ảnh cách đây 7 tháng về trước á, ai cũng phải ngỡ ngàng, bởi vì hai con người nó hoàn toàn khác nhau. Lúc trước á, thì khóc nỉ non rồi tỏ vẻ mình là một cái người bị hại, rồi mình khổ sở rồi này nọ các kiểu, cần được cái sự giúp đỡ. Rồi sau đó là được cái sự giúp đỡ xong rồi quay xe quay sang ngang, rồi đối xử tàn nhẫn đối với cái người ơn của mình, rồi cướp luôn cả chồng của người ơn mình, thì ta nói rằng là nó cạn lời quá rồi quý vị. Và chung quy tóm lại á, thì bây giờ cái sự việc nó rõ ràng rồi, cái cô tiểu tam này cũng biết rằng là cái người này đó có gia đình rồi, mà vẫn lên tiếng để mà thách thức đó quý vị. Đáng lý ra biết người ta đã có gia đình rồi thì tất nhiên rằng là cũng phải biến ra khỏi tầm mắt của họ để cho họ về với gia đình. Còn nếu như cái chú Việt Kiều này mà vẫn còn đu bám cái cô này và cứ nghĩ rằng là đó là tình yêu đích vịt đó quý vị, thì nói chung là gia đình của cái người ân nhân của cái cô Việt Kiều á cũng nên xem xét kỹ về cái người đàn ông này. Mà thực tế để mà nói đó quý vị, bây giờ cha mẹ thì đã lớn tuổi rồi, con thì cũng đã lớn, đã tới cái độ tuổi được gọi là trưởng thành rồi, mà nói trong cái sự nghẹn ngào khi mà thấy cha của mình như vậy á, ai mà kìm lòng cho nổi đúng không quý vị? Và chưa kể rằng là một cái người vợ mà vô cùng là tần tảo, một người rất là hiền lành và nhân hậu, có thể là hay dang rộng vòng tay để giúp đỡ cho cái cô tiểu tam này, thì chắc hẳn rằng là một cái người mà ta nói rằng là mạnh về tài chính cũng giống như là mạnh về cái sự yêu thương, cho nên họ mới giúp đỡ đúng không quý vị? Chứ có biết bao nhiêu người ta giàu đó nhưng mà người ta chớ hề giúp đỡ. Còn những người mà người ta lao động, người ta vẫn chi ra một cái khoản tiền để người ta giúp đỡ cho cái cô này, thì đảm bảo 100% với quý vị rằng là bản thân của cái cô Việt Kiều này cũng là một cái người vô cùng là đáng thương. Nếu đặt vào trong cái hoàn cảnh của cái cô Việt Kiều này thì ngay kể cả cha mẹ ruột của cái chú Việt Kiều này cũng không bao giờ mà muốn đánh mất một cái người con dâu như vậy đúng không quý vị? Chứ huống hồ gì mà rước họa vào thân, rước cái cô tiểu tam này về làm dâu à. Ta nói đây là nó còn đây nha quý vị. Nếu lỡ như một ngày nào đó mà cái chú này vậy á, chú còn du hí với cái cô tiểu tam này á, thì ta nói rằng là giác cái bụng bầu một cái thôi là phải có trách nhiệm. Mà một khi mà đã có trách nhiệm rồi đó quý vị, thì cũng phải lòi tiền ra, lòi tiền ra. Và chung quy tóm lại đó, trong cái câu chuyện được gọi là ăn bánh trả tiền á, thì mọi người đều thấy rằng là một người phụ nữ mà vừa mới sinh xong thì người ta cho dù là có nhu cầu cao đến cỡ nào đi chăng nữa, người ta cũng nghĩ cho con của họ. Bởi vì con mình là đang trong cái độ tuổi là cần sữa mẹ mà đúng không quý vị? Nhưng mà cái cô tiểu tam này là vẫn muốn chia sẻ sữa mẹ cho một cái người đàn ông. Thì quý vị thử nghĩ coi rằng là còn cái non nước nào để mà diễn tả không? Thiệt sự bây giờ mà cái chú Việt Kiều này chú có cho 20 triệu một tháng đi chăng nữa, thì cái cô tiểu tam này cũng không bao giờ mà lương thiện hay là sạch sẽ hay là cao ngạo với người khác được. Người ta đi bán vé số ngoài đường đó quý vị, mà người ta vẫn tự hào rằng là người ta nuôi con người ta đàng hoàng bằng cái đồng tiền, bằng cái sức lao động của họ. Chứ không phải rằng là giống như cái cô tiểu tam này sau này kể với con mình sao ạ? Kể rằng là ngày xưa mẹ nuôi con á, khỏe ru hà, nằm giảng hán ra là có tiền. Quý cô chú anh chị em thử nghĩ coi rằng là nó có ê chề không? Đứa con mà nó ăn, nó lớn lên rồi nó sống nhờ cái đồng tiền của những cái người đàn ông mà mẹ nó lang chả đó quý vị, thì có cái nỗi đau nào mà nó hơn cái sự ê chề đó đúng không ạ? Cho nên rằng là bây giờ mình nói nhiều thì có nhiều người nói đó là cái chuyện riêng tư, ở bên ngoài xã hội biết bao nhiêu cái hoàn cảnh. Dạ vâng, nếu như những cái hoàn cảnh đó thì cũng nhà không có nói. Tại vì nó khuất mày khuất mặt hay là những cái câu chuyện đó là nó không liên quan. Còn đằng này đó quý vị, là cái nhân vật này nó khá là nổi đình đám ở trên mạng xã hội, rồi được giải cứu từ hải dương về, rồi cuối cùng rằng là cũng không có được một cái cuộc sống được gọi là giống như
mọi người vẫn mong đợi rằng là cô ta sẽ luôn sống tốt rồi này nọ, nhưng mà bản thân của cô ta thì bây giờ đây thì quý vị thấy không, tốt nhưng mà là tốt gì đó quý vị, tốt ở đây là hả, đi xen chân vào trong gia đình của người khác, xen vào trong cái hạnh phúc của gia đình người khác, đó mà là gọi là sống tốt đó ạ. Bởi vì lẽ đó mọi người đừng có nói rằng là tha thứ hay không tha thứ, ở đây không có tha thứ hay tha thứ gì cả. Bởi vì cái người mà đáng thương nhất đó chính là gia đình của cái chú Việt Kiều Út này, cha mẹ ruột của chú, con ruột của chú, cũng giống như là cái người vợ tần tảo của chú hiện tại bây giờ còn đang ở bên Út đó quý vị. Chứ còn cái cô Tiểu Tam này thì đáng thương ở chỗ nào ạ? Tiền thì cũng khá là nhiều, tại vì trong thời gian vừa qua là có biết bao nhiêu mạnh thường quân người ta lên tiếng người ta giúp đỡ đó quý vị, ẵm cũng cánh núi rồi. Cho nên rằng là đừng có nghĩ rằng họ thương hại mình rồi mình cứ lấn la lấn lướt rồi mình muốn qua mặt người khác. Thực tế cộng đồng mạng người ta sẽ thương một cái người nào đó được gọi là thân cô thế cô yếu thế nha quý vị, nhưng nếu như một ngày nào đó mà cộng đồng mạng á người ta biết được rằng là cái người đó không thật sự là xứng đáng cho những cái tình cảm, những cái sự yêu thương mà họ đã từng dành cho á, thì họ lấy lại mấy hồi quý vị. Cho nên đừng có nghĩ rằng là ngày hôm nay mình lợi dụng người khác là ngày hôm sau và sau này nữa là mình vẫn có thể lợi dụng được người khác. Không có đâu, một lần thôi chứ không có lần hai đâu quý vị. Ok, cái đoạn video này của Quýt Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mới chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýt Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýt Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.